Những năm gần đây, thị trường ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, để đánh giá về tiềm lực và nguồn cung đảm bảo, thì hệ thống sữa bỉm Thiên Hương được đánh giá là một trong những hệ thống sữa bỉm có quy mô lớn hiện nay. Thương hiệu này phát triển với hệ thống trải dài trên toàn quốc, phân phối đa dạng các mặt hàng như sữa, bỉm của nhiều thương hiệu nổi tiếng hiện nay. Mình có tham gia hội bỉm sữa của các mẹ thì biết đến hệ thống sữa bỉm Thiên Hương. Mình có tìm hiểu và đến tận nơi thì thấy rất là đa dạng mẫu mã. Khi mình lựa chọn sản phẩm thì được các bạn tư vấn rất là nhiệt tình. Sản phẩm thì thấy rất là rõ ràng về nguồn gốc. Thế nên mình rất là an tâm khi lựa chọn sản phẩm. Ra đời từ năm 2015, thương hiệu sữa bỉm Thiên Hương xây dựng hệ thống với gần 100 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy và an toàn cho mỗi gia đình Việt. Luôn hướng tới giá trị bền vững, lấy lợi ích của người tiêu dùng làm trọng. Các sản phẩm Thiên Hương luôn đảm bảo chất lượng và an toàn và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Song song đó, doanh nghiệp này đang hướng tới mục tiêu trở thành top 10 công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, phân khúc thị trường trung bình cao trên toàn lãnh thổ. Có thể thấy, với nhu cầu ngành hàng càng lớn của người tiêu dùng, thì việc phát triển hệ thống sữa bỉm như Thiên Hương giúp người tiêu dùng có nhiều cơ hội chọn được sản phẩm chất lượng và an toàn.